trời dữ lắm cá các bạn ơi. Nè mình dở lưới cho các bạn coi nha. Nè dở lên luôn nè, nè dở lên. Wow nè, wow dữ lắm rồi trời ơi. Ê cái gì, cá nhỏ nó lọt cái lưới quên đi ha. Cá này chỉ gần mình vô mình vớt thôi. Trời ơi dữ lắm rồi. Ôi còn đó sao không vô đây. Ôi có cá nhảy nữa kìa. Ê có một cái bự. Ê cá chém. Wow vô kẹo rồi, vô kẹo rồi. Anh thấy kẹo rồi, anh thấy cái gì nó nhú lên. Quá trời bự rồi. Trời ơi dữ rồi, cái lưng đây rồi. Chăng ơi đây. Sợ hả? Đây các bạn, mình sẽ ôm cá bự lên nha. Dữ lắm mày, dữ lắm mày, dữ lắm mày. Ôi ôi này con cá chém hết rồi. Có lên mất kìa. Bự hơn cái miếng mết nữa. Ừ đó. Hiện tại Dương đang đứng ở đồi Nhái, bãi biển Vũng Tàu nha. Hôm nay Dương sẽ đi ra ngoài này bắt đăng nữa. Là lúc trước, hôm trước là mình bắt đăng, nhưng mà bắt vào ban đêm, cho nên mình không thấy rõ lắm. Cho nên hôm nay mình sẽ đi lại ban ngày, mình bắt mình quay cận cảnh thấy rõ cá cho các bạn xem nha. Rồi bây giờ các bạn theo mình đi ra ngoài cái bãi biển để coi cái bãi đăng của mình nha các bạn. Các bạn ơi, thì mình xa xa kia là cái bãi đăng hôm bữa là mình mướn vào lúc ban đêm nha các bạn. Thì hôm nay thì mình không biết là anh Thọ để cho mình cái bãi đăng bên kia hay là bên đây. Để xíu nữa mình gặp anh Thọ mình hỏi là cái bãi đăng của mình nằm ở đâu nha. Giờ mình đi ra đó ra. Đây là cái anh chủ đăng, anh Thọ. Rồi, chào các bạn. Thì các bạn có đi xuống cái đồi Nhái mà để mà bắt đăng đó thì có liên hệ comment dưới cái clip của mình, rồi mình sẽ cho số điện thoại của anh Thọ cho các bạn để các bạn liên hệ thuê đăng của anh Thọ nha. Rồi, chào các bạn. Bạn muốn thuê đăng thì cứ liên hệ với bạn Hảo nha. Thuê đăng ở bên đây thì chủ đăng sẽ cho mình mấy cái vợt với lại cái đồ dụng cụ để đựng cá luôn nha. Đó, là mình chỉ cần đi ra không thôi rồi xách cá đem về thôi. Hôm nay thì mình đi có với lại em Trăng nha, với lại em Đạt luôn. Đó. Bây giờ thì bắt cá không được, có bắt bự được đâu. Giờ nó hư rồi. Đó. Thôi anh muốn bắt cá bự à. Nè nói nè, này phải hai cái chém cho vừa. Cho mình mang dép gì ta. Mà mình không bỏ dép mà. Let's go. Chỗ cái đăng của mình thuê nha. Đó, cái đăng này mình bao đăng luôn. Cái đăng này chiều cao nó cứ tầm khoảng 3 mét nha cả nhà. Tầm cao chiều là 3 mét á. Lỗ lưới này rất là to. Chắc là dính cá bự không luôn á nha. Đây. Giờ nước cũng chưa có cạn gì lắm cho nên là mình phải đứng ở ngoài mình đợi nước cạn mình vô trong cái đèn mình bắt nha. Hôm nay không biết sao đây. Thì hiện tại nước của mình cũng sắp cạn rồi. Bây giờ mình sẽ đi vô trong cái từ từ vô trong cái bãi đăng này. Thôi thăm dò tình hình. Thì anh thấy còn nhiều nước. Thôi mình đi vớt vớt ngoài này nè, bắt vòng ngoài này coi có gì không. Nó không chạy được đâu, vì sao không? Tại vì nó đi vô đây nè, nó đi vòng trở lại đi vô đó nữa à. Cái này nước này là đấy. Ừ đúng rồi, y như ban đêm hôm bữa luôn á, nước vậy nè. Mình vô đây mình quần quần chút xíu đi, mình thăm dò coi là đúng có con gì to đùng không. Ui sóng biển làm em hết hồn. Có cá chạy không, có cá chạy không? Ủa, đấy cá chạy quá trời luôn á, quay có cá chạy quá trời luôn á. Từ từ
Dính một con cua gì à? Vô anh ơi, vô được con cá nữa nè. Vô được con cá mà cá gì em biết luôn nè. Cá này à, cái này cái gì vậy nè? Ê, cá bự nè, cá bự. Cá lư châu, cá lư châu. Ê mọi người, con gì con đem đây? Wow. Vô cá lư châu, vô cá lư châu. Ê. Hai quan ơi. Mọi quan. Con cá lư châu nè, nè, nè. Cái gì á? Cá lư châu. Lư châu hả? Ê. Hai con nhà. Ừ. Ừ, bắt lên. Đây. Cá lư châu nha. Wow. Cá chiên hết sảy con bà bảy. Lụm mấy con cua luôn. Mình về luộc luôn. Con nào vô lưới của mình? Con dở đâu 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 đâu, nó chạy mất tiêu rồi. Ê, nó ngoài kìa, nó ngoài kìa, ông ngoài con kìa, ông ngoài kìa. Ông ngoài luôn. Ông ngoài ba uống con luôn. Ủa sao? Ông ngoài. Chụp. Ông ngoài ba uống con luôn. Ông ngoài nhóc luôn á, không đánh là giặt vô. Ôi là chết queo rồi Trăng ơi. Chị chết đi. Ừ. Chết đâu mà nghe chứ không thấy. Đâu. Để em vớt đi đặt, Ở đây nè, nè anh Dương. Ui nè, ui con cá chạy rồi. Con sống rồi sao bác? Cái gì? Ủa này phải. Ở đây nè, đây con bự trong lưới nè, Đâu đâu? Đây nè. Ờ gọi đi, nè đó đó. Đâu. Qua. Hai mực chứ giờ anh báo con hai con à. Chết rồi mà, nó chết queo rồi. Sống mà. Sống không? Con còn sống á. Đây mình vớt con ra kìa. Dương. Thôi, con mực còn sống mà. Nó bị sống đánh đó. Đây em coi nó. Nè. Ngồi sống rồi thả. Ôi nó bụng lên, bụng mang lên. Nè. Ôi nó xịt luôn. Ôi. Ôi nó phun mực lên thôi luôn. Ơi. Quá trời ơi. Ôi. Quá trời luôn mọi người. Mọi người biết con này con gì không? Mấy con mực luôn, không biết luôn, mà hồi luộc luôn. Con gì nó ở dưới biển nó ăn, nó là mình ăn được hả? Em thấy nó chết rồi, muốn trong mấy con xuống. Rớt ngoài con. Ôi. Giờ lớn như vô luôn nè. Ồ, dính qua lấy châu nữa nha. Wow. Con cá lư châu bành kia luôn á, con này bự luôn nè. Đó. Oh, thấy không? Mấy con này sao nhiều vậy ta, nay con này nhiều vậy? Hình như là lưới mới mấy con này nhiều á. Con này con gì? Không biết đâu, anh không biết đâu. Hồi nãy anh Trăng đụng con gì nhất. Sao lưng kìa? Đâu, cái gì? Sao lưng? Ôi con này. Hồi nãy anh Trăng đụng con gì nhất Trăng? Con lưới châu đó. Thấy không? Ờ. Em mới thấy con nhớ nhớ mình sợ à. Anh men men theo bờ lưới này anh. Gì? Đâu mấy con mực đâu đạt? Bắt rồi đây, hai con bắt rồi hả? Cái này là mình chỉ mới đi ở ngoài thôi nha. À, mình bắt đấy? Sơ ngoài thôi, nó còn trong cái gõ trong nữa. Ê, bự chắc luôn. Ê, chạy lên đó. Chạy lên đó. Chạy nào đi, nó chạy lên đó. Ê, nè, cá bự đó, bình kia luôn nè. Rồi. Chạy ngoài, chạy ngoài, đâu rồi. Nè, chạy vô đây nè. Chạy đi. Chạy lại rồi. Cái đó bự lắm luôn. Chạy bá luôn. Cái đó nha. Ôi, chạy đâu nữa ơi. Nó chạy vô đây rồi. Chạy đâu? Chạy ra ngoài rồi. Chạy vô trong đây rồi. Chạy đây nè, chạy ra đặt á, nó chạy ra chỗ đây. Chạy vô trời. Thấy không? Chạy vô nó rồi. Rồi chút xíu nữa nó cạn luôn là mình bắt là nó hấu đường nó chạy vô đó. Hả? Bây giờ vô gọi luôn hả? Nông dữ lắm rồi. À bây giờ mình sẽ đi vô trong cái gọi nha. À bây giờ mình gian cái đường này vô gọi. Mọi người Trăng ơi, vô đây Trăng ơi, lẹ lên. Khu vực này đang hấp dẫn nè, đang hot nè. Ê, đây có con ở trong nè, quá trời luôn nè, một bọc luôn kìa. Một bọc đây luôn, mình đi vô. Mình sẽ đi vô thôi. Rồi, mình mở cửa vô rồi, lẹ vô anh em ơi. Từ từ nghe. Mực bắt ở ngoài dưới đây, mực nè, em thấy bên đây có mực nè. Có mực không? Có. Để anh à. Hồi nãy anh thấy chỗ đó nó nhiều lắm á, trong chỗ cái đùng đó, chỗ góc nè. Ủa, đùng cá. Cái gì? Cá. Đâu? Đâu vậy? Đâu rồi anh đi. Đâu rồi? Nè. Bên kia, chạy bên kia. Dính, đùng. Ra ngoài rồi, lọt rồi. Lọt nước hả? Ừ. Lọt ngoài hả? Trời. Lọt ngoài rồi. Từ. Đúng cái gì? Chứ. Té. Chân bớt liệu đi Trăng.
Liệu liệu ơi, liệu liệu đây nè, ở đây nhiều lắm nè. Ôi 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 ôi, con gì như vậy? Ôi ghẹ luôn chẳng ơi, xúc chẳng ơi, xúc dưới đây con cá nè, cá bự, cá bự, còn con cá bự lắm nè. Đâu rồi, đi quen cá đó bự lắm, chạy lên em chẳng ơi. Đâu thấy đâu? Ở đây chạy, chạy lại, chạy lại, nè 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 nè, bạn kia nè. Mày đứng đi, đứng đi. Đặt hơi đông kia rồi, đặt chạy ra rồi, chạy lại rồi chân nhỏ anh á. Ê không phải cá này vô rồi. Ơ con cá chim. Ừ. Ừ con cá chim nè, không phải cái này. Mày con này không phải. Thì nãy nó chạy nãy giờ em ngược nãy nè. Ừ con cá chim biển á. Sao? Nè. Chim biển nó đẹp hơn chim. Đúng rồi, con chim biển thì đẹp hơn chim ruộng. Dạ con ghẻ nó kẹp anh. Ấy da. Thì thôi đổ ngay đi. Nè, đây mình dịch lên cho cả nhà xem cái coi. Quá trời rồi. Con chim biển nó đây, con ghẻ với con cá chim luôn nghe nó. Wow, thấy chưa? Đổ vô. Nè mọi người, em vớt được con mực nè. Vớt mực luôn hả? Ghê vậy. Con cá chạy, nãy con cá chạy bự lắm luôn. Có chạy rồi. Ừ, để từ từ. Từ dịch lưới lên, dịch lưới vô. Từ từ. Nó đi qua bên cái đuôi bên kia rồi đó. Để từ từ nha. Đâu anh Dương đâu, vớt đâu. Thì giờ mình đi vòng qua cái đuôi đó. Kìa, thấy con mực trong kia kìa. Hay là mình vô trong luôn. Thôi, để vớt ngoài đó. Cái đi ha. Cái lưới này coi có gì đây. À, ở đây cạn rồi, mép bên đây cạn rồi. Nè cá bự nè anh Dương. Đâu. Tụ chị ơi, đi hết. Liệu hoài em. Liệu hoài em. Chưa. Hả? Nó còn nó kia, coi bên kia. Đây đây nè, nè. Chị lại rồi. Đâu rồi? Chạy trở lại rồi. Đâu rồi, đâu rồi? Đi. Bắt được. Đây, hướng đây. Ơi. Đâu rồi? Chạy đâu đó anh á. Wow, hết chạy rồi. Trời ơi. Trời ơi, nó bự. Con nói hết có biết rồi. Dở bẹt cái gì? Còn nữa mấy con. Còn. Đây, có đó bự lắm luôn. Wow. Còn nữa. Mày. Dở mấy con cua. Dở rồi, anh mới dở rồi nè. Còn nữa, còn hai ba con á. Ê kìa, hai thấy không? Hai. Thấy không? Đâu? Vô chen vô đây chết queo dính xịnh đi luôn rồi. Ê, con cá nó kìa. Cá đù nè. Hơn cá nó cá nóng đó. Trong này quá trời luôn. Đâu. Đâu. Đây. Bỏ cá vô. Để từ từ. Cá bự chưa? Trời ơi. Cá bự không kìa. Trời ơi. Từ. Quá trời cá men. Trời ơi. Dữ lắm rồi. Thôi tháo luôn chui vô. Ê, cái con này bự nè. Trời ơi. Con ghẻ bự nè. Không, cái này là con cá xanh xương. Em quay nè. Ê, nhìn cái con lá cá đấu với giò nè, Đây nè. Trời ơi. Dữ lắm mày chăng ơi. Vô đặt ơi. Sao giờ? Ai quay trước ai ai vớt vớt nè. Em vớt đi. Vớt đây nè. Bây giờ mình bắt con cá đấu bự trước luôn ha. Rồi. Con đó. Ai luôn rồi. Bắt tay luôn mọi người. Con cá đối. Qua đó vớt luôn. Ủa con mực nữa kìa. Có mực luôn, nhiều lắm. Bây giờ mình sẽ gom, mình vớt một cái một, mình vô một vật, một cái một cho đầy cái này luôn coi. Đúng rồi. Rồi. Rồi qua đây nè. Rồi. Nè. Đó, bắt đi. Đây là dữ lắm cá này các bạn ơi, để mình vớt lưới cho bạn coi nha nè. Vớt lên luôn. Nè, vớt lên. Wow. Nè. Wow, dữ lắm rồi. Rồi. Ê, cá nhỏ nó lọt cái lưới. Quên đi ha. Hồi nãy mình lọt mấy con rồi. Giờ mình vớt đi. Vớt luôn nè mày. Cá này chỉ cần mình vô đây mình vớt thôi. Cái đằng này cái nâu mình... nè, cái nâu nè. Quá trời rồi. Nè cá nâu kìa. Mình chỉ cần vớt thôi. Cá gì đẹp dữ vậy? Đâu cá gì đẹp đâu? À con cá sợi vợt, con cá sợi vợt. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Vớt hết rồi. Vớt hả? Lụm vô. Ơi con ghẻ, có ghẻ rồi nè. Ôi ơi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Ôi còn một bảy nữa kìa. Đây nè, vô cá men nè. Vô cá men một bảy luôn. Wow rồi. Cá này chỉ cần mình vô mình vớt thôi. Trời ơi, dữ lắm rồi. Ôi,
còn đó, bắt luôn. Vô đây mà nó cái này mà nó nhảy lô nhô lô nhô luôn. Trời. Vô đây nó cắn lộn đó. Ừ nó cắn lộn. Không phải đâu cái này nè. Ghẻ này bắt luôn. Còn trong đây nè. Ôi ơi. Em sao lưng anh hay. Chưa từ 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 từ. Xúc đấy. Xúc cái gì bắt luôn. Lụm luôn, lụm luôn. Giờ dở lên lụm bỏ vô luôn à. Ê nó muốn lọt, nó muốn lọt. Bị bởi vậy nó muốn lọt đó, lụm bỏ vô nè. Hồi nãy mình như cái nào nó chạy ra bớt ngoài vậy con không ta? Dữ lắm rồi, dữ lắm cái rồi. Dữ lắm rồi. Nè nè. Lụm tiếp nè, lụm tiếp nè coi. Bây giờ đâm rồi. Cái đối nằm đau quá. Ôi ôi ôi. Cua này nó dữ vô nè. Em mới rồi. Ôi mới có bên này thôi lần vô đây rồi. Ôi dữ lắm rồi. Wow, ôi chứ nó còn nhiều lắm kìa. Dữ lắm rồi, giờ hết nổi luôn rồi. Thôi con cá nó bỏ đi, cá nó bỏ xuống rồi Trắng ơi. Bắt cá đói đi. Mấy cái sọc sọc này bỏ đi Đạt ơi. Xuống rồi mà, cái sọc sọc mà xuống rồi. Ừ. Thấy ấy mà. Kìa bên kia còn. Kìa mấy cái bè bên kia nó kìa. Ôi. Dữ lắm rồi cả nhà ơi. Mình xúc cái đầu. Cái này không là bắt không nổi luôn nè. Ôi, con này con cá nóng bách mà bắt cái gì? Ai biết vớt đại hết luôn. Bỏ đi, nó phình ra mà nè, nó phình móng ra. Ừ. Bắt ra đi rồi chứ xin về ra ngoài lấy con ghẻ kìa. Rồi. Đây mình cho cả nhà xem một cái đục của mình bắt nhiêu đây nha. Như cá đây nè. Quá trời ơi. Hết biết chưa? Cá này ăn được không? Ăn được mà nó xương. Rồi bây giờ mình đổ vô cái đục đi. Đổ vô đục. Cầm ra đi, đổ luôn chứ mất gì. Ừ, vậy đó. Ra nó chạy. Rồi sao chú ra. Quá trời ơi. Đâu rồi Đạt ơi. Mình bỏ cá em ơi, đổ cá ra. Lát đây hồi xong mình lên trên cái dũng trên đó coi có không. Đâu rồi em trai. Quá trời rồi. Đùa đà. Đây. Đổ vô. Cái miệng á, cái miệng vô. Ừ. Đổ ngoài cái bắt lại, mất công bắt lại nữa đó. Đó. Là mới có một cái đục thôi nha, là nhiêu đây. Ê ra ngoài rồi kìa, ra ngoài rồi. Ê ra ngoài. Nó chạy dữ lắm luôn kìa. Chạy hai bữa. Xương không chạy. Không, cá này không có xương đâu. Ừ, cá nó không có xương, cá măng á. Rồi nãy bắt con ghẹ bự chưa? Thịt nó béo vô bẹt gì. Rồi anh bắt rồi. Đâu? Dưới cái bao mà. Đạt kinh không nổi luôn rồi. Dưới cái bao hả? Cái góc này chừng còn cá nè. Mình sẽ đi bắt lại con bà này nha. Hồi nãy cá nè. Có thấy đâu? Đấy hả? Đúng rồi, để anh lấy giò dân gian. Hôm bữa gian dính cái nâu có đâm nhức tàn hình luôn á. Ước rồi. Ê đây còn con nè, hay gõ gàng không? Ê gọi chạy trở lại ơi. Ôi. Đâu rồi. Đâu rồi. Ôi một bầy. Mọi người. Một bầy cua ốc ơi, Trắng ơi chạy em đó Trắng ơi. Đâu? Cua phương. Con bảy, con cá đối. Đâu rồi. Vô. Đâu rồi. Kìa đó. Đây. Gọi chạy trở lại em ơi. Rồi để xíu mình bắt qua anh kia bắt đi rồi, hồi nó cạn nữa mình qua đây cái nữa. Rồi bây giờ mình đã hoàn thành một bên này nha. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên kia. Còn một bên nữa cá cũng giữ chắc dữ lắm luôn. Cầm giật ra đi. Chắc là mình dành nhá, dành chắc. Rồi dành cho Đạt ginh cá ra đi. Thì mình sẽ đi vòng ở đây lại cái nữa không? Có chứ. Đi qua kia coi. Rồi đây còn nước mà. Chứ mình sẽ quay lại. Giờ mình đang háo hức Đạt mình lôi cá không nổi luôn rồi. Ở ngoài này còn nè. Ở ngoài này còn á. Còn cá mà. Ừ. Bây giờ mình sẽ đi qua cái đục thứ hai nha. Trăng ơi, giờ cái mé này coi chừng còn cá bự đó Trăng ơi. Có chứ. Ừ. Nó cá chạy nè. Đi Đạt. Ôi con mực. Đâu rồi. Lụm nó đi. Dính không? Đâu rồi. Ồ nó lội kìa. Đâu rồi nó đâu rồi. Đây này, đây nè. Dính nè. Ồ phun kìa, phun khẹt không kìa. Lụm nó bắt lên. Nè. Ê nó cắt. Ê nó phun mực. Ê. Đây con mực đây. Ừ, mực. Ê da cắn. Còn con nữa đó, còn con mà. Nó cắn anh. Không con nữa hả? Nó mới cắn anh luôn á. Nó đeo vô cắn luôn trời. Rồi bây giờ mình vô cái đục thứ hai anh em ơi. Ở trong này nè Trắng ơi. Tới liền.
chứ nó nước cạn mình sẽ ra mình vớt ông mày này một cái nữa nha. Để mình hóng cái tình hình cái coi. Ở trong kia coi có cá gì nhảy không gì Đạt ơi. Coi coi. Ôi, có cá nhảy nữa kìa. Ê, có con cá bự. Ê, cá chém. Wow, wow, wow. Có cá bự ơi. Vô, 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 vô. Vô, vô, kẹo rồi, vô kẹo rồi. Anh thấy kẹo rồi, anh thấy cái gì cái lưng lú lên. Quá trời bự rồi. Ôi, gì dữ rồi. Cái lưng rồi. Cái lưng rồi. Quá trời cái lưng rồi, quá trời cái lưng rồi. Thật rồi, rồi. Từ đó đem nước cuốn tay. Được không? Để em gỡ nha. Được, 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 được. Cái này được. Ôi cái ơi. Này được. Lú lưng rồi, lú lưng rồi. Lú lưng rồi. Cái gì, cái gì? Đây. Quá trời rồi các bạn ơi. Mình thấy cái gì lú lưng lên bự dữ lắm luôn rồi. Đây kìa các bạn ơi. Đó, cái gì? Trăng ơi, vô đây giật nó Trăng ơi. Đây. Em sợ hả? Ừ. Em sợ hả? Đây, các bạn ơi, mình sẽ ôm cái nó bự lên nha. Dữ lắm mày, dữ lắm mày. Dữ lắm mày. Chim ngưỡng đi. Ôi. Ôi. Cái lưới lấy luôn, cái lưới nhiêu ơi. Hả? Cái lưới không? Bây giờ mình sẽ lấy cái vòng mình bắt nó lên cho các bạn xem nha. Wow. Dữ lắm rồi. Dữ lắm rồi. Trời ơi, dữ trời ơi. Dữ lắm mày, dữ lắm mày. Ôi trời ơi, quá trời rồi. Con này chắc bảy đó. Ê, ê, con này có chọc quá. Ê, không được nha, đừng để gần quá anh Dương ơi, chưa có con anh Dương. Bây giờ mình thả nó ra đi, mình bắt sau nha, tại vì mình bắt chút. Ôi, bắt luôn đây, bắt luôn. Ui, già nó đâm vô ở đâu rồi. Rồi, bây giờ mình để vô vặt này ha. Để nó vô cái vặt luôn các bạn ơi. Đây. Hết cái thằng hồn rồi, giờ mình cho nước cạn xíu, mình sẽ ôm lên cho các bạn xem nha. Ôi sao cái đụng này không có cá bực, cá nhiều vậy ta? Ê kìa. Chưa, nhiều lắm. Nhiều lắm bây giờ. Thấy không? Cá còn nhiều, bây giờ mình ra ngoài bắt ngoài trước đi quay. Ừ. Tại mình thấy con này ham quá cho nên mình vô đây mình ẩm nó luôn. Ê, sao không để đây đỡ đi. Không đi ra ngoài đi. Cho nó ra ngoài cạn luôn đi. Dạ. Ơi máng rồi, máng rồi. Trời này quá trời rồi, quá trời rồi, tới anh chị rồi. Ê. Ra lấy vật kia vô vật. Đúng, đúng, đúng. Cái này nguyên đóng gác luôn nội à. Bây giờ nè. Đổ đại trong nó cuốn cạn luôn đi, nó nằm ở đây không chết đâu. Chết không? Chết thì về cũng ăn thịt mà. Đúng rồi. Trời ơi. Ê, bánh miếng anh bỏ vô. Được không? Được chưa? Như này. Chắc là được mà. Đấy. Bỏ cái đuôi anh như này. Bỏ cái đuôi hả? Đằng này nó vô luôn mà, nó không có ở ngoài nữa không? Ê, mình... ê. Từ, nó dính lưới á. Sao nó không ra vậy? Ơi, nó nằm ở đây nè. Từ anh Dương. Ôi, nó bén lắm á. Sao nó ra trời nó tức á. Ê từ từ. Từ từ. Đặt từ từ anh bỏ ngoài đi, bỏ đây. Bỏ ngoài luôn đi. Ừ. Rồi mình lật nó lại luôn đi nè. Trời ơi. Chia trên mình lật nó dính không. Đó, chụp cái đuôi nữa. Chụp cái đuôi nữa. Ê. Trời nè, vụt đó. Ui. Ê ê. Không vụt đâu, không vụt đâu. Anh cho cái đầu nó vô trước nè, mặc cái đầu vô trước. Thì nó ráng lắm từ từ. Rồi từ từ nha. Ê. Rồi rồi. Wow. Rồi. Xong rồi, xong rồi. Không. Ok ok. Okay. Mình thấy hấp dẫn rồi. Ê, mình chọn cái đăng ở đây không sai lầm nha em. Để xong mực trôi ra vậy. Ê, mực trôi hai lần mực mới bắt. Bắt nãy. Ừ. Còn bây giờ mình sẽ vớt. Ủa anh em mình bắt chưa? Chưa, trong này bắt nè, vớt lại nè. Ủa, trong này vớt luôn, vớt quay. Vớt luôn hả? Không thấy được, sao vớt hết được. Chưa nước còn nhiều mà tôi. Vớt được. Được không? Được. Ê, 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 rồi chạy ra ngoài rồi. Ra ngoài rồi. Dở lên vớt được, đi vô trong vớt. Rồi rồi, vô đây giờ dở lên vớt luôn. Lụm luôn. Đã ứng luôn trong đó đi. Được, con cá chẽm. Ở đây mình bắt được con cá chẽm con nè anh em. Ừ nè. Nè. Cá chẽm con không à? Cá chẽm con. Nè nè. Thấy gác không? Nè con cá chẽm con nè. Ấy rồi. Cá chém con á. Nãy con cá lưỡi châu đi nó tiêu rồi. Từ từ, thì cá chém nó nè, cá chém con nó nè. Đó. Cá lưỡi châu nãy con cá lưỡi châu đó. Nè nè nè. Rồi, ta nằm em ra coi kiếm con gì trong đây coi. Cá lóc mít. Nè, ừ, cá lóc mít hả? Rồi, em vớt hết hả Trăng? Ê, ê, cái nâu, cái nâu. Ê, dính. Gác tùm lum luôn.
cá mồi này chắc phải nước cạn vô đây bắt lại cái nữa quá, tại vì giờ, ở trong này dở không được nè, giờ gác nhiều quá. Không thấy được không, giờ được. Mình sẽ đi ra ngoài đi, ở ngoài này con nè, ở ngoài này mình chưa bắt một con nào luôn á. Cái gì đâu đâu để nó đi, mình mò ở đây nó sâu vậy, bây giờ thì thấy con nào bắt nó lên cởi chứ nó kẹo bắt tiếp. Nãy con cá đua rồi đó nha, bự lắm nha. Này, này. Dạ đúng rồi. Như bên đây nó ăn cá đá nha, cá đuôi bình thường. Dạ. Con gì? Chạy rồi. Chạy đâu rồi? Đây nè. Đây nè. Đâu? Chạy qua bến rồi. Còn đâu? Hai con mà có vô con nào? Thì chưa vô con nào. Vô nào đâu? Trời ơi. Đâu đó đó, kiếm đi. Ừ, không thì qua đây rồi. Nè. Ôi nó khôn quá quay. Như nước còn nhiều quá nó khôn quá. Đảo ghê ha. Nè. Ôi chạy ra hết luôn rồi. Ôi ôi. Kì. Đảo ra hết luôn rồi. Kì chú vậy em đặt. Nè. Nè. Wow, dính rồi. Nè đổ quá này nè, chưa để em thả ra hết trơn luôn rồi. Cái lúc quýt đồ hồ lửa ra nha. Anh cũng đổ ra đi. Mới dính con cá chém mấy cái đó bành kia luôn á. Còn Ôi. Nè anh nè. Ôi, quay. Quay lại. Từ. Em mới thả. Từ. Tống luôn đó. Từ. Cứ vào, em thông thả bé ơi. Vào đây. Cái đó mình vừa dứt bành kia luôn nha. Đó. Anh thả ra 3-4 con. Nè. Kìa. Đó. Thấy đâu? Tiêu vậy? Chưa, nó đâu rồi? Nó lủi vô rồi đó. Nè, vô giật kìa. Chưa. Ủa vậy hả? Nè, đổ vô đặt đi. Bên đây còn nước nhiều không kêu á. Rồi, nước đây nhiều hơn. À, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài đi, xíu ngoài xíu chăng ơi. Ở ngoài đây đi, nãy mình thấy cá bự quá, mình lông quá, giờ mình chưa bắt ngoài, bây giờ mình sẽ ra ngoài. Dữ vậy sao? Ê, mình thấy con gì? Ê! Đâu? Đi ghê quá kìa. Ê! Ê! Con gì? Đâu? Ê! Ghê, bắt nhanh ơi. Lẹ, thấy ghê quá, cái đuôi dày. Cái đuôi dày một gan, đi quay. Quay, chạy dữ rồi. Dính rồi. Dính rồi sao? Rồi sao không biết? Ai biết làm sao bây giờ? Rồi, kéo luôn cái đuôi dày lên. Vô! Con cá đuối, cả nhà ơi. Rồi cái này rồi sao? Tội thằng em tôi. Cái này rồi sao để anh banh ra. Anh khổ em. Cái này rồi sao? Ơi, dính được một con cá đuối. Hồi nãy nước còn nhiều quá mình không thấy nó, bây giờ là không có chích, nó có cái gai thôi. Nó chỉ có một cái gai trên cái lưng duy nhất thôi. Sợ chích điện hả? Đây là có một cái gai này nó mới chích nè. Đó. Mà độc lắm á. Thôi bây giờ mình đổ vô đi. Đừng bắt nó, tốt nhất là mình không bắt. Cho nó an toàn đi. Lấy gì à? Lấy tay gà. Kêu vô. À được một con cá đuối nha. Hấp dẫn quá. Hôm nay nhưng mà chưa có tôm nè, chưa có tôm. Hình như là lưới này thua quá, tôm nó ra không được. Ở đây mình sẽ đi kiếm. Ây da, con gì kẹp vậy? Con gì mới kẹp anh? Cua. Ở nó vụi vô đây nè, nó vụi lên tim nè. Ây da, nó kẹp. Ây da. Đây coi con gì mới kẹp. Ê, ôi con ghẹ. Con ghẹ. Ôi con ghẹ gì mà nó đen đỏ ao vậy mà nó không giữ như chó vậy? Đâu vậy? Các như mấy con ghẹ xanh luôn rồi. Ừ. Thì ơi, con ghẹ gì mà nó không giữ? Nè. Ấy da. Nè. Nó đen thui vậy, nó đỏ ao vậy. Mà nó không giữ như chó vậy, nó cắn lia lịa như vậy. Bỏ vô bao. Chú vô. Ờ, đúng rồi, nó phải như vậy. Chưa thấy gì trơn á. Đó thôi đi. À mấy cái đây nè, còn ơi nè, cá bự nè. Nè. Chăng ơi. Đây nè. Ôi, chạy lên kìa. Đâu? Đây nè. Chăng giận nè. Nè, nó chạy kìa. Đâu? Kìa, chạy khơi nước kìa. Nè.
ai biết con gì đâu trời. Đó kìa 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 đó đó. Thấy không, thấy không? Ôi thấy rồi, ôi thấy rồi. Đi vô, đi vô. Vô vô rồi rồi. Trời ơi chạy luôn rồi. Con gì? Con gì? Ê, rồi chạy luôn rồi. Đâu rồi, đâu rồi. Chạy lại em đi. Khoan, để bắt con gì hả? Sao? Đây nè, đây nè. Đâu, đâu, đâu? Nó chạy lẹ quá trời lẹ hả? Không có đó đâu, nó lên trên này. Tí còn dồn, dồn nó qua bển. Ê, ê, nè, đi, chạy vô rồi, chạy xuống rồi. Đâu, 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 đâu? Xuống dưới rồi. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi? Xuống dưới này rồi. Ừ, vô cá lưới trâu hay vậy? Vô, vô cá lưới trâu. Con mới vậy, nãy mới đợi thịt hả? Hai ba con lưới trâu không? Chạy, chạy lưới trâu rồi. Chạy, chạy, chạy lưới trâu rồi. Lưới trâu, hai ba con lên dưới. Đây, anh Đức. Lưới trâu gì đâu. Bự luôn nè. Bây giờ con gì? Con gì luôn, con gì? Con gì kìa, bây giờ. Dạ, mấy con. Không biết đâu dưới này này. Vàng vàng nè. Ý con gì đây vậy? Ê, trời ơi. Trời ơi trời. Hết hồn. Rồi có cá rồi. Ừ, sao có lỗ này, nó lủng lỗ rồi. Vớt nãy giờ vớt mấy cá rồi. Thấy không? Cái gì nữa? Lủng nó luôn nè. Con cá đuối rồi. Cá đuối. Ừ cá đuối rồi. Không em coi rồi, mới dịch coi rồi. À. Để con gì trắng trắng mà nó đâm ăn đau dữ trời. Con mấy con cua vậy? Mình dịch dịch mấy cái mé này nè. Nó hay có cá nó nằm nín lên đây nha. Còn mấy con cá đó bự lắm luôn. Ê nè kìa 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 trắng. Nè 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 nè. Quay lại, quay lại, quay lại, quay lại, quay lại. Nè kìa kìa, nó lội theo đó đó, đó thấy không? Đó này lém đó. Đâu thấy đâu? Kìa chạy lên đó kìa. Nè nè. Nè 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 nè, nó chạy lém đó đó. Thấy đâu? Kìa kìa, đó. Đó. Thế thế thế. Vô. Ôi chạy lên bự. Vô. Hết chạy rồi. Còn nữa, còn nữa. Hết chưa? Chưa đâu. Mấy con cua này không bắt gì. Ôi đây 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 nè nè, con nè. Bậy luôn nè. Bắt chim. Cá lưới trâu quá trời luôn. Răng của em chưa bắt trâu á chị ơi. Ây da, ây da. Ôi, cá đục. Quá. Ở nó chui ra ngoài luôn nè. Quá. Đẻ luôn, đúng luôn. Chọc áo. Chọc. Ấy chọc lỗ này hết rồi. Ồ dữ lắm mày. Rồi các bạn ơi, thì ở đây giờ cũng cạn rồi nha, mình bắt cũng hết cá rồi. Cái thành quả của mình hôm nay là được một con cá chẽm với là một mớ cá ổi nha. Thì mình sẽ lại đây mình cho cả nhà xem nha. Đâu rồi, cá của mình đâu rồi, anh em ơi. Cá đây nè. Đây, 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 đây. Phần nha, anh đổ vô chăng ơi. Rồi, phần nha, anh đổ vô. Ôi, sao nó không xuống vậy? Quá trời, lưỡi trâu rồi. Ừ, cái lưỡi trâu bự không luôn á. Cái con này muối ăn ngon. Đúng rồi. Thịt không? Nhưng nó không chịu ra trời. Rồi ok. Quá trời thành quả. Wow. Đây là cái thành quả của mình đây cả nhà ơi. Đây. Thấy gì chưa? Nè chăng là ôm con cá lên cái coi. Nãy không chịu ôm mà giờ ôm đi, nó chết rồi. Chết không nghe. Chết rồi, nó chết. Nó ngáp. Ôi, ôi, còn ngáp ngáp kìa. Nó chết rồi. Kìa, nó đơ rồi. Đây. Thôi ơi. Đây. Thôi. Đây. À. Ôi, còn đó, sống. Đó. Nó còn sống anh em ơi. Đây. Là cái thành quả của mình đây. Em giúp rút cái thịt. Ấy, giúp rút thịt thịt cái đó. Ăn này cửa nè. Trời nó còn sống nữa ông ơi. Mạnh như trâu quá. Rồi, ok. Này, con cá chẽm hết rồi, thằng hồn ha. Bự hơn cái miếng mết nữa. Ừ. Đó. Đây. Quá trời rồi. Nha. Bây giờ đi gom kiếp chỗ nào đổ ra lựa đi. Lên trên kia đi. Lên đó luôn. Thèn 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 thèn. Hôm nay mình có thành quả của mình có thu lợi nhuận rồi nha. Quá trời. Bỏ con cá vô giật cầm luôn. Đang giọng có con cá gì không? Gãy giật luôn ạ. Đi chăng ơi lên đây em ơi. Lên lên vũng nước trên này nè, còn vũng nước trên này có cá nè.
Bên này, bên này mà. Bây giờ chia ra không hay là đi mét? Thôi đi bên thôi. Tại vì nước ở trên này chạy xuống nó dồn xuống đây thôi. Ở đó là chạy ra đường kia rồi. Bên đó người ta bắt xong rồi kìa. Để mình lên đó mình hỏi coi người ta coi, có cá chẽm không nha. Mình đây mình đừng con. À, mấy con đó chắc bỏ luôn đi. Bỏ sao? Hả? Ừ. Muối hả? Ghẹ thôi ha. Ghẹ thôi. Ghẹ thôi cũng nhiều lắm, mình ghẹ mình cũng nhiều lắm. Đây mình đổ cái thằng bác. Ê, còn cá chẽm đâu? Chụp luôn hả? Đây trời sang vậy. Rồi, giờ mình lấy cái vật nhỏ đi. Bỏ mấy con ghẹ vô thôi. Ghẹ nè. Vật nè. Ừ. Cái vật này bỏ ghẹ vô luôn đi. Lũng không này, lũng không? Lũng á. Đâu? Thôi bỏ vật kia đi. Đây là các bạn. Đây là cái thành quả của mình, mấy anh em mình nha, hôm nay đó. Quá trời rồi. Không, cá chim, con là cá chim. Ừ, ngon con nó chắc nó ngon á, thiệt mà. Ngâm gái thì chi về chi ngay. Lụm mấy vậy con bự đi. Này chắc lắm, con này là chắc nịch luôn á quên. Anh thấy tụi nó ăn sống con này luôn hả? Tính ra nhiều chục, nhiều ký. Chắc cái chục. Còn mấy cái kia gom dụng dưới này. Rồi, đây cho nó sắp đi. Còn xíu mấy bữa đi. Đây. Rồi. Lên thôi. Rồi các bạn ơi, thì clip của mình tới đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn clip sau nha. Mình đi săn bắt, mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Hôm nay mình là cái thành quả của mình là được một con cá to đùng nhìn luôn. Đây là một số cá bổi, nói chung là cũng là một cái thành quả rất là tốt rồi. Rồi, bye bye các bạn nha.